Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay 28 tháng 12. Ngay sau đây sẽ là các tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Thời tiết dịp Tết Dương lịch trên cả nước chuyển biến ra sao? Người dân Hà Tĩnh khăn len, áo ấm chống chọi với cái rét. Thời tiết băng giá bất thường lên tới âm 51 độ C ở một số khu vực của Nga. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay là những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết các tỉnh trên cả nước trong dịp Tết Dương lịch sắp tới. Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch các vùng trên cả nước từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến ngày 2 tháng 1 năm 2024. Tại miền Bắc những ngày này, sáng sớm trời có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, vùng núi cao 11 đến 14 độ, có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, buổi sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào, thời gian mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa kỳ nghỉ Tết có mưa, mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận trời nắng ít mưa, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Tây Nguyên trải qua kỳ nghỉ Tết trong điều kiện thời tiết ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Nam Bộ duy trì thời tiết ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, thời gian này trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Thành phố Vinh ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Thành phố Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Thành phố Đà Nẵng, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thưa quý vị, Hà Tĩnh đang chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp, khiến cho nhiệt độ giảm sâu trong nhiều ngày. Người dân phải khăn len, áo ấm để chống chọi với cái rét sớm mai. Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ tại thành phố Hà Tĩnh những ngày qua xuống mức 14 đến 15 độ C. Một số huyện miền núi nhiệt độ xuống thấp có khi chỉ khoảng 10 đến 12 độ C. Càng về sáng sớm nhiệt độ càng giảm nên nhiệt xuống thấp khiến những người lao động tự do trên phố đều trang bị áo khoác dày để chống chọi với cái rét. Nhiệt độ giảm sâu kèm theo mưa phùn, gió buốt khiến người đi đường phải trang bị thêm áo phao, khăn quàng cổ, mũ đội kín đầu. Tại những góc phố của thành phố Hà Tĩnh, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người khoác trên mình những chiếc áo phao dày cộm để mưu sinh trong giá rét. Tại những khu vực miền núi, chiếc bếp lửa cùng vài khúc củi khô được nhóm lên có thể giúp người dân sưởi ấm qua ngày. Hà Tĩnh đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp khiến nhiệt độ giảm sâu trong nhiều ngày. Người dân phải khăn len áo ấm để chống chọi với cái rét sớm mai. Trong thời tiết giá rét, những người lao động tại thành phố Hà Tĩnh vẫn cần mưu sinh lo toan cuộc sống và kỳ vọng kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nhiều khu vực trên thế giới cũng đang phải chịu cái lạnh khắc nghiệt, tiêu biểu như Trung Quốc, Hàn Quốc đều chịu cảnh mưa tuyết dày đặc. Thậm chí ở Nga, dự báo thời tiết cho biết băng giá bất thường lên tới âm 51 độ C sẽ xuất hiện ở một số khu vực của đất nước này. Giám đốc khoa học của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga, ông Roman Vinfan, ngày 27 tháng 12 cho biết, dự kiến một số khu vực của Nga sẽ phải chịu đợt băng giá bất thường âm 51 độ C vào những ngày cuối năm nay. Theo dự báo, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12, nhiệt độ được dự báo sẽ giảm xuống âm 51 độ C ở Yakutia, âm 47 độ ở tỉnh Magadan, âm 48 độ ở Chukotka và nhiệt độ được dự báo là âm 36 độ ở Kamchatka. Ngoài ra, nhiệt độ sẽ giảm xuống âm 44 độ C ở vùng Khabarovsk và giảm xuống tới 41 độ C ở tỉnh Amur. Ông Vinfan cho biết,
Vào các ngày 29 đến ngày 31 tháng 12, nhiệt độ sẽ thấp hơn bình thường 7 đến 11 độ với mức thấp nhất là âm 25 độ C ở tỉnh Arkhangelsk. Băng tuyết khiến nhiệt độ giảm xuống tới âm 18 đến 24 độ C, tức là dưới mức bình thường từ 7 đến 10 độ ở tỉnh Murmansk. Theo ông Vinfast, thời tiết bất thường sẽ xảy ra ở Komi và tỉnh Vologda, nơi dự kiến có băng giá tới âm 22 đến 25 độ C, thấp hơn bình thường 8 đến 10 độ C. Trước đó, ông Vinfast cho biết dự kiến thời tiết sẽ ôn hòa ở miền trung nước Nga vào đêm giao thừa. Ở khu vực Moscow dự báo vào ngày 31 tháng 12 và ngày 1 tháng 1 năm 2024, cả ngày lẫn đêm, nhiệt độ từ âm 3 đến 4 độ đến âm 1 độ C, tuyết rơi nhẹ. Tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong ngày hôm nay, 28 tháng 12. Tại Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, vùng núi rét đậm. Trung Bộ, có mây, ngày nắng, đôi lúc có mưa rào rải rác, trời rét. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi trên 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, phía Bắc có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Phía Nam có nơi trên 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 24 đến 27 độ, phía Nam 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 4 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 4 mét. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay ngày 28 tháng 12. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!